Ở Việt Nam có hai người già làm giàu nổi tiếng, đó là anh Tần Nguyễn và anh Nguyễn Thành Tiến. Hai anh có hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên mạng xã hội, đồng thời mở rất nhiều các lớp dạy làm giàu, thu cũng bộn tiền. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem những người dương dạy người khác làm giàu thì bản thân họ và gia đình làm ăn như thế nào. Rồi chúng ta bắt đầu từ anh Tần Nguyễn. Anh Tân Nguyễn vừa là một người dạy làm giàu, vừa là một người truyền cảm hứng cho giới trẻ. Giới trẻ rất thích anh Tân Nguyễn bởi phương pháp làm giàu của anh ai cũng làm được. Theo anh Tân Nguyễn thì làm giàu không cần học thức, không cần học cao. Làm giàu không cần tiền vốn, làm giàu không cần nền tảng gia đình, làm giàu không cần nền tảng kiến thức, kinh nghiệm gì cả. Chỉ cần có động lực là sẽ giàu. Và cái thiếu của những người cần lao đó là chính là phương pháp, và anh chính là người truyền phương pháp cho họ. Bà muốn học phương pháp đó thì theo các khóa học của anh và chi tiền ra mà thôi. Tuy nhiên thì theo điều tra của báo Công Thương thì anh Tần Nguyễn làm cái gì thì bết bát cái đó thôi, chẳng có giàu có gì và cũng chẳng thành công gì. Như vậy thì làm sao mà dạy người ta giàu được không, trong trong lúc mà mình làm ăn thì bết bát, khó hiểu. Tần Nguyễn đã thành lập 3 công ty và đều giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, bao gồm công ty cổ phần đào tạo GFB. Tháng 4 năm 2015, công ty cổ phần GFB Invest. Tháng 6 2019 và công ty cổ phần đầu tư giá trị toàn cầu Tần Nguyễn tháng 1 năm 2024. Công ty đào tạo GFB là đóng vai trò cái nôi ươm mầm sự nghiệp cho Tần Nguyễn, có vốn điều lệ ở mức 1,9 tỷ đồng, trong đó 90% cổ phần thuộc về Nguyễn Văn Tần, 10% còn lại chia đều cho mẹ Phạm Thị, cho bà Phạm Thị Minh Thơ, vợ Tần Nguyễn, và ông Phạm Minh Tuấn cầm giữ. Trước năm 2023, công ty đào tạo GFB của Tần Nguyễn trầy trật trong hoạt động kinh doanh, liên tục báo lỗ với doanh thu bán hàng và doanh doanh và cung cấp dịch vụ vài trăm triệu mỗi năm. Tức là doanh thu nó rất khiêm tốn và lỗ lã không có xuất hiện. Đến hết năm ngoái, doanh nghiệp nuôi mới tăng doanh thu lên tới 2,9 tỷ đồng, đồng thời có lãi sau thuế 453 triệu đồng, khởi sắc so với giai đoạn cũ. Vậy nhưng công ty đào tạo GFB vẫn chưa xóa được số lỗ tồn đọng lúc trước cuối năm 2023, vẫn tiếp tục về lỗ lũy kế gần 100 triệu đồng. Vì vậy, vốn chủ sở hữu của công ty đào tạo GFB chỉ còn 1,805 tỷ đồng, đồng nghĩa với vợ chồng là chuyên gia tài chính Tần Nguyễn đang tạm lỗ ở đây gần 100 triệu đồng sau 10 năm hoạt động. Rồi công ty tiếp theo GFB Invest cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với công ty đào tạo trước. Suốt 5 năm ra đời, công ty này chưa thu về bất cứ một đồng nào mà đã chi ra mỗi năm vài triệu đồng làm chi phí duy trì vận hành. Rồi tiếp tục nữa là công ty này đang cổng số nợ phải trả là 4 tỷ đồng, cao hơn 2 lần vốn mà ông chủ Tần Nguyễn rút vào đây. Thậm chí vào năm 2020, tổng số nợ của công ty GFB Invest lên đến 10 tỷ đồng, tương đương sự chênh lệch 5 lần, phản ánh sự đối vốn và thiếu vững chắc tài chính của doanh nghiệp này. Cuối cùng là công ty đầu tư giá trị toàn cầu Tần Nguyễn được thành lập hồi đầu năm nay, với số vốn Tần Nguyễn cùng vợ và con trai góp vào cũng dừng ở mức 2 tỷ và cũng chưa thấy dấu hiệu gì khả quan ở công ty này. Rồi tuy nhiên Tần Nguyễn lúc nào trên mạng xã hội cũng như trong các lớp đào tạo quảng bá thể hiện hình tượng là một doanh nhân thành công, là chuyên gia đầu tư tài chính, cố vấn tài chính, sở hữu kiến thức sâu rộng, vững vàng về chuyên môn. Rồi Tần Nguyễn nói rằng mình đã giúp cho hàng trăm, hàng nghìn nhà đầu tư thành công trên khắp thế giới. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn Tần Nguyễn, chỉ có những người chưa bao giờ học Tần Nguyễn mới công kích Tần Nguyễn và họ sẽ nghèo khó suốt đời. Thưa các anh chị, Tần Nguyễn hay nói như vậy trong những bài phát biểu của mình và dùng những hình thức quảng bá kêu gọi tinh thần, lên dây cót tinh thần cũng theo kiểu cũng khá giống những lớp đa cấp la hét, truyền cảm hứng, thao túng tâm lý và để thu hút học viên và cũng khá thành công. Chúng tôi thấy
anh giới thiệu thì rất nhiều, nhưng không hiểu tại sao cái báo công thương này báo anh toàn thua lỗ, không biết có đúng không. Nhưng vậy rõ ràng ở đây nó có vấn đề là chỗ gì, là anh ta là thằng Nguyễn giới thiệu mình, anh là một người dạy làm giàu và khắp thế giới, không phải chỉ Việt Nam, nhiều người nhờ anh mà từ người khó lên giàu. Bài học căn bản của anh là không cần học thức nhiều, không cần vốn, không cần nền tảng kinh tế gia đình, chỉ cần có quyết tâm và chỉ cần có kiến thức. Kiến thức ở đây nếu không có thì anh sẽ truyền dạy mà thế thôi. Không hiểu anh truyền dạy cho học viên kiến thức gì, nhưng bản thân anh thì làm ăn thua lỗ như vậy. Một người nữa thưa các chị, đó là ông Nguyễn Thành Tiến. Nguyễn Thành Tiến cũng vậy, ông này thì cũng chuyên dạy làm giàu, chuyên dạy làm giàu, nhưng bản thân công ty thì cũng làm ăn thua lỗ, thua lỗ. Họ là hai người giống như là tuyệt đại song hùng, dạy làm giàu cho người khác, nhưng bản thân và gia đình công ty cứ làm ăn thua lỗ. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang, doanh nghiệp chuyên bán khóa học làm giàu đầu tư tài chính, vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 2024 với kinh doanh, kết quả kinh doanh lao dốc. Thưa anh chị, sau đây là những cái con số lời lỗ, phần nhiều là lỗ thôi, chúng tôi không đọc lên cho anh chị nghe nhức đầu, nhưng đại khái là toàn là lỗ không. Tính hết quý 2, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 38 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 6 tỷ đồng, giảm gần 14 tỷ đồng so với đầu năm. Giải thích về kết quả kinh doanh lao dốc, lãnh đạo cho biết doanh thu trong quý vừa qua giảm chủ yếu do sự sụt giảm đáng kể của lượt học viên tham gia các khóa học. Thưa các chị, tức là ông Nguyễn Thành Tiến này cũng như ông Tần Nguyễn dạy người khác làm giàu, nhưng bản thân công ty thì lao dốc, rồi cái lớp học làm giàu của ông người ta đi theo rất nhiều, nhưng sau đó thì học viên bỏ dần vì thấy học hoài mà nó cũng không có ích lợi gì hết, không đem lại lợi nhuận cũng như kiến thức gì thực tế. Và cũng thấy ông chủ của mình báo rằng ông thầy của mình dạy mình làm giàu nhưng ông coi chuyên làm ăn thua lỗ. Thưa các chị, ở trên đời này không có một lớp học dạy làm giàu nào là có hiệu quả. Chúng tôi nói như thế, người giàu không có thời gian để dạy người khác làm giàu. Còn nếu với ông thầy dạy chúng ta làm giàu mà bản thân ông thì nghèo, rồi làm ăn bết bát cha gì cả, thì ông dạy học viên cái gì bây giờ? Và thứ hai nữa, nếu biết cách làm giàu, nó cũng tương tự như chúng ta biết kết quả xổ số Việt Lót, thì chúng ta mua, chúng ta đánh con số nào đó mà chúng ta biết về Việt Lót chắc chắn, nhưng chúng ta biết cách làm giàu để chúng ta ôm một cục tiền, hơn là chúng ta đi dạy người khác đánh Việt Lót để đúng mà lấy những bạc cắt, những bạc cắt của họ trở lại như thế. Chúng tôi đã gặp một số bạn học các lớp làm giàu này, và theo miêu tả của họ thì thật ra là lùa gà thôi các chị. Khóa học đầu tiên thì thường là miễn phí, rồi trong đó có chim mồi trong đó, rồi dạy học la hét kiểu truyền cảm hứng, rồi trĩ tai nhau, nghe rất bùi tai. Học được lớp đầu thấy cũng hay hay, nó cũng vui, nói chung là vui. Rồi học lớp thứ hai phải đóng tiền, rồi nâng cấp lên từ từ như thế. Mà lâu kéo được người khác vô thì được phần trăm, lại có tiền nữa, một kiểu dạng đa cấp và dây chuyền như vậy. Và cuối cùng thì bây giờ thì số người học làm giàu chắc cũng cả trăm mấy trăm ngàn người đi học rồi, mà chẳng có một ai giàu cả, nên các lớp này cũng tự động nó teo tóp lại dần thưa các chị. Ở trên đời này làm gì có ai dạy ai làm giàu được, phải không chị? Như chúng tôi đã nói, nếu biết cách làm giàu thì khác nào biết sổ số Việt Lót ra số nào, ô thì chúng ta mua cho rồi, chứ hơi đâu mà đi dạy người khác cách, chỉ người khác cách mua để cho họ giàu, còn chúng ta thì nghèo. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.